Gần một ngày qua, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm tới vụ xô xát dã man xảy ra tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang khi hai bố con dùng dao chém người tới tấp. Đoạn video ghi lại sự việc được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người xem rùng mình sợ hãi. Nạn nhân trong vụ án là anh Lương Văn Quyền, 36 tuổi, trú tại tổ dân phố Mi Điền 1, thị trấn Nánh, huyện Việt Yên, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang và đã qua cơn nguy kịch. Hai nghi can chém anh Quyền là Nguyễn Văn Hoàn, 63 tuổi, trú tại số 218 đường Hoàn Văn Thụ, thành phố Bắc Giang và Nguyễn Văn Hiệp, 36 tuổi, là con trai của ông Hoàn. Trưa ngày 8 tháng 3, thông tin với phóng viên về sự việc trên, chị L là cháu gái ruột của Nguyễn Văn Hoàn cho biết, sau sự việc xảy ra vào đêm 6 tháng 3, ông Hoàn và anh Hiệp cũng đã bị thương và được đưa đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện. Qua thăm khám, anh Hiệp bị thương ở tay, đầu, hàm, còn ông Hoàn bị thương ở phần tay. Kể về nguyên nhân dẫn đến sự việc, chị L cho biết, ông Nguyễn Văn Hoàn có một khu tập thể cho thuê. Căn phòng này cũng là nơi ông Hoàn mới xây dựng lại vào năm ngoái và cho chị Nguyễn Thị Hậu, 36 tuổi, trú tại số 4, đường Sương Giang, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang thuê. Sau đó, Hậu tiền bạc không rõ ràng, không sòng phẳng. Nợ mấy tháng tiền nhà không trả thì bác mình đã đòi tiền nhiều lần, yêu cầu Hậu trả tiền và chuyển đi, nhưng Hậu không chịu chuyển. Hậu còn đong đưa gạ gẫm để bác mình không còn đòi nữa. Muốn ăn không khoản tiền lớn đó nhưng bác mình không nghe, thì Hậu và Quyền là bạn của Hậu có dọa dẫm bác mình nhiều lần, chị L kể. Đến tối ngày 6 tháng 3, ông Hoàn cùng một người khác đến nơi ở của chị Hậu để tiếp tục đòi tiền. Lúc này, anh Hiệp là con trai của ông Hoàn, thấy bố dắt xe đi thì lo lắng dắt xe đuổi theo. Lúc đến nơi, bác mình có lời qua tiếng lại với bên Hậu và Quyền. Sau đó anh Hiệp đến thì thấy thằng Quyền chạy vào trong nhà cầm con dao dài ra định chém bố. Anh Hiệp chạy vào can ngăn thì Quyền chém anh mình vào phần thái dương, đánh anh mình gãy tay, vỡ xương quai hàm. Vì bản năng sinh tồn, anh mình vùng lên để cướp lại con dao của nó và xô xát. Bác mình thấy nó cầm con dao dài ra thì mở cốp xe, lấy con dao chặt gà vẫn hay cầm đi để chặt cây vùng lên chém, chị L nói. Sau khi sự việc xảy ra, anh Hiệp đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang để cấp cứu và điều trị. Chị L còn cho biết thêm, đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã bị cắt bớt một phần nên nhiều người chưa nắm được hết đầu đuôi cơ sự. Hiện, nguyên nhân vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này qua website livehub.vn và các kênh truyền thông của mình. Quý vị và các bạn đừng quên like và theo dõi kênh để cập nhật được những tin tức mới nhất.